Xin chào, tôi là con Biềm Biệt và là loài chim có thể trong nhà thay chó. Các ông có nhớ bản dân ca Nam Bộ Bắc Kim Thăng không? Trong bài hát có câu, con Biềm Biệt thổi tò tí te tò te ấy. Và xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là con Biềm Biệt đây. Nghe tên thì chắc các ông cũng nghe rồi, nhưng tôi nghĩ không nhiều người biết tôi là loài chim như thế nào, mà có khi đến cái mặt tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy. Thế nên hôm nay tôi quyết định lên sóng để cho các ông hiểu mình đã bỏ qua điều gì. Chấm một. Nguồn gốc cái tên Biềm BIPHO, nhà tôi có một cái tên khoa học trước kêu Centropus sinensis, nhưng khổ nỗi chẳng ai quan tâm mà chỉ chết với cái tên Biềm Biệt. Nguồn gốc của cái tên này là vì tiếng kêu. Thực chất, họ nhà Biềm Biệt chúng tôi có đến 30 loài khác nhau, nhưng có một đặc điểm chung là đều phát ra tiếng kêu tương tự như âm Biềm Biệt. Thế là cái tên ấy ra đời, và giờ thì chẳng ai buồn thay đổi nữa. Chấm 2. Một gia đình khác thường các loài chim khác xây dựng gia đình và tổ ấm với một mẫu số chung. Chim trống đi tìm mồi, chim cái đẻ trứng và chăm con. Ở nhà Biềm Biệt tôi thì mọi chuyện bị đảo lộn. Do chim trống là tôi nhỏ bé hơn nên phải đảm nhận việc chăm sóc bếp ăn, trong khi cô vợ tôi thì tung tăng bên ngoài, muốn về lúc nào thì về, như nhà anh Biềm Biệt đen còn khổ hơn. Vợ anh còn lấy về thêm mấy ông chồng khác, đầu mọc cả chục cái sừng mà không dám hé răng đến một lời. Chấm 3. Cơn ác mộng của RANDUNG rồi đấy. Biềm Biệt chúng tôi là chim ăn thịt với món khoái khẩu là rắn và chuột. Nhưng riêng với rắn thì tôi buộc phải công nhận rằng Biềm Biệt chính là hung thần của chúng. Chuyện là lũ nhóc mới nở của nhà Biềm Biệt rất phàm ăn, lại nhanh đói, vợ chồng tôi bắt rắn săn chuột không xuể. Để giải quyết câu chuyện này, chúng tôi bắt vài con rắn về làm tù binh trong tổ. Chỉ cần đói là có cái ăn luôn. Lũ rắn này thật đúng là khổ vô cùng. Chim non nhởn nhơ bên cạnh mà chẳng dám tấn công, vì hình như chúng sợ mùi lông của nhà Biềm Biệt. Ở các vùng nông thôn, loài người các ông toàn nuôi Biềm Biệt để đuổi rắn là vì thế. Chấm 4. Giữ nhà thay cho thôi, đại nuôi chó để trong nhà đã qua rồi, giờ muốn chích là phải nuôi Biềm Biệt cơ. Dù không biết nói như khứ hay vẹt, nhưng nhà Biềm Biệt chúng tôi có tiếng kêu rất to. Ngoài ra tôi cũng phải tự nhận là tính tình nhà Biềm Biệt có phần hung hãn, đi kèm ý thức bảo vệ lãnh thổ cực tốt, nên hoàn toàn có thể giữ nhà cho con người. Các ông sẽ phải dạy tôi làm điều đó, khá là tốn công đấy, thường phải mất khoảng 2 đến 3 năm. Đổi lại, các ông sẽ có một con chim với khả năng kêu báo động còn to hơn tiếng chó sủa, biết bay đến tấn công kẻ trộm vào nhà, lại đuổi được rắn, hấp dẫn quá còn gì. Beep, 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 beep.